Xin chào. Xin chào Diệu Thảo An. Hôm nay trời mưa buồn quá. Nhìn thấy cái lọ thuốc An An thì Hữu chợt nhớ tới dược thể An An. Và hôm nay cũng làm clip này để chia sẻ và nói về cái cảm nhận của Hữu khi sử dụng dược thể An An. Thì trong cái thời gian mà Hữu bị mụn thì rất là buồn và không biết làm sao cả. Và lo lắng, suy nghĩ nhiều và mất tự tin khi giao tiếp với mọi người. Hôm nay muốn chia sẻ về trong cái quá trình mà sử dụng sản phẩm dược thảo An An. Thì do da mặt của Hữu là da nhờn và đây là phái nam, thì Hữu cũng không có chăm sóc về da của Hữu cho nhiều lắm. Ra đường không có đeo khẩu trang hay là chăm sóc trước khi đi ngủ, phải rửa mặt gì đấy. Thì khi mà da của Hữu bị mụn rất là nhiều rồi, mụn nhiều đấy, thì Hữu cảm thấy rất là lo lắng và hỏi bạn bè với mọi người xung quanh để chỉ cho Hữu cái loại thuốc, cái sản phẩm để trị mụn. Thì được mọi người bạn bè sử dụng như là chỉ cho là như là kem nghệ, gel trị mụn, thì được mọi người chỉ rất là vui mừng. Và khi sử dụng cái sản phẩm đấy thì rất là thất vọng, bởi vì nó không được như mong đợi, nó còn mụn, nó còn nhiều hơn. Không biết vì sao, thì hỏi hỏi thì chắc có thể là do dùng nhiều sản phẩm quá, làn da của Hữu không hợp cho nên là mụn ngày càng nhiều và mụn bọc, rồi mụn bọc mà nhỉ, cục 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 rồi lúc bị tự kỷ luôn. Thì vô tình lướt mạng rồi cũng tìm lục lọi thì gặp tới cái trang web của dược thảo An An, thì chạy tới thì mình điện alo, nói rất là okay, rất là tập trung, nói kể các giai đoạn như của Hữu thế này kia, để em sử dụng nhiều sản phẩm quá, để chị giúp em với, tư vấn cho em với. Nghe tư vấn xong thì Hữu cảm thấy là muốn được sử dụng cái sản phẩm này, thì vì ở đây sinh viên tư vấn rất là ok, như là đúng ngay cái tim tim điện của mình là hiện hiện trạng của Hữu là như thế này đấy. Thì quyết định mua, và khi sử dụng và mua về cái sử dụng nhân bên dược thảo ấy, thì cứ cố dùng tới khi hết lọ. Và tới khi hết lọ rồi ấy, thì là khoảng khoảng 1 tháng, khoảng 1 tháng thì cảm nhận ra cái làn da nhìn kỹ là ok. Thì sau khi lâu ngày ẩn mình trong bóng tối và lấp ló ở đằng sau mọi người thì Hữu có một cái làn da như bây giờ, và mọi người gặp lại thì rất là ngạc nhiên khi Hữu bây giờ không phải là Hữu ngày xưa nữa, mà Hữu ngày hôm nay không không còn nhiều mụn và mất tự tin và không muốn nói gặp ai cả. Hôm nay cũng làm cái clip này để cảm ơn dược thảo An An đã làm ra một cái sản phẩm rất là ok, giúp cho Hữu như là những người bị mụn đang vướng mắc về mụn tìm đến để dùng cái sản phẩm.